Chào các bạn, mình là Duy đến từ công ty BSD. Thì tiếp tục với cái series về các chạc, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với lại một chạc rất là thông dụng, đó là chạc bullet. Bullet chạc là một chạc dùng để thể hiện cái KPI, để vẽ những cái dashboard mà chúng ta dùng để theo dõi KPI hàng ngày hoặc là hàng tuần. Thì với dữ liệu từ Sample Shopping Store thì chúng ta sẽ đến với một KPI rất là thông dụng, đó là doanh thu so với kế hoạch. Thì thật ra trong dữ liệu Sample Shopping Store thì chúng ta chỉ có dữ liệu về doanh thu, thì để vẽ được cái KPI doanh thu so với kế hoạch thì chúng ta cần thêm cái dữ liệu dummy về kế hoạch. Thì ở trên Tableau Group chúng ta có một file Excel, thì file Excel đó có tên là Sales Target by Sales Category. Thì các bạn có thể lên Tableau Group và download cái file này về Sales Target by Sales Category. Trong file này thì chúng ta sẽ có hai sheet, một sheet là chứa cả sale và target của theo vùng, theo region Central, East, South, West. Còn một sheet là sẽ chứa chỉ có target thôi, mà là target theo Sales Category. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu từ cái sheet thứ hai này để vẽ cái doanh thu so với kế hoạch theo vùng trước. Thì thực ra cái chọc bullet này thì rất là đơn giản, mình vẽ cũng rất là nhanh thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối với lại cái file đó này. Mình để file đó ở ngoài desktop. Sales Target by Sales Category. Chúng ta sẽ sử dụng cái file này, cái sheet 2 để vẽ cái chạc đầu tiên. Thì doanh thu so với kế hoạch, chúng ta chọn tiền doanh thu, chọn tiền kế hoạch, chọn thêm trường KPI. KPI ở đây rất là cái trường chứa thông tin của vùng á. Đây KPI của mình có Sales Central, East, South và West. Mình dùng cách vẽ đầu tiên thì mình sẽ chọn ba trường đó và mình dùng tính năng show me để vẽ nhanh. Mình chọn ba trường giữa trường show để chọn các bạn. Mình chọn lại giữa trường show, KPI, Sales, Target. Rồi click vào cái hình bullet chart ở trên show me. Vậy là chúng ta đã có được cái bullet chart. Vẽ rất là nhanh thôi, nhưng mà nếu như chúng ta vẽ theo cái cách này thì có một cái bất tiện nhỏ nhỏ, đó là mình sẽ phải hơi mất công khi mà format lại. Tức là muốn format lại thì chúng ta phải kết lại vào trong cái pane này, rồi chúng ta edit nó hoặc là format cái pane, tức là cái dãy màu á các bạn. Hoặc là cái reference line này, reference line này sẽ là cái mốc của target. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là trên cái biểu đồ bullet chart này thì chỉ có một mình vùng central là nó vượt target, còn lại ba vùng kia thì nó không đạt được target. Nhưng mà không đạt được target thì ở đây nó sẽ đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm so với target. Ở trong mặc định này thì thường chúng ta sẽ để là hai mốc, đó là mốc 80% và mốc 60%. Ở đây chúng ta có 60% và 80% của target. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần màu xám đậm này sẽ là mốc 60%. Thì cả bốn vùng đều vượt qua cái mốc 60%. Thì trong đó có vùng South West, tức là ở phía Tây á, vùng phía Tây thì chúng ta sẽ vượt được cái mốc 80. Còn hai cái vùng là East và South thì chúng ta chỉ vượt mốc 60 chứ chưa tới được cái mốc 80 này. Riêng vùng Central thì nó vượt cả target rồi. Thì cái ví dụ này thì thực ra nó hơi có đơn giản quá. Tại vì ở trong thực tế thì dữ liệu các bạn thì nó sẽ chứa cái dữ liệu doanh thu, nó sẽ ở trong một bảng riêng, thường là bảng về order. Còn cái dữ liệu về target thì nó sẽ ở dạng các kế hoạch ở trên đưa xuống, thì có thể là cấp trên sẽ đưa xuống cái kế hoạch ở trong file Excel.
các bạn thường là phải join hai cái bảng đó lại mới vẽ được. Thì ở đây chúng ta sẽ đến với cái ví dụ thứ hai. Ở ví dụ thứ hai này thì mình sẽ tạo một cái data sort mới. Và data sort này đầu tiên mình sẽ lấy dữ liệu từ cái sample superstore. Mình lấy ra bảng order. Sau đó thì mình sẽ add connection để thêm cái file setGet và setCategory lúc nãy mà. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ sheet 1. Sheet 1 tức là cái sheet mà chứa target by setCategory. Thì mình sẽ dùng relationship nó setCategory nối theo cái trường là setCategory từ cái bảng order và cái bảng sheet 1 này. Rồi chúng ta quay lại. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ chọn trường setCategory. Giữ bình đo nha. Chọn tiết kiệm doanh thu. Đổ xuống. Chọn trường setTarget của bên bảng sheet 1. Thì đây mình vẫn sẽ vẽ thử với lại cái Xiaomi trước. Đây. Đây là cách vẽ với Xiaomi. Còn cách vẽ thứ hai thì chúng ta sẽ đầu tiên kéo cái trường doanh thu ra. Sau đó kéo trường setCategory để chúng ta có được cái chặt 3 này. Rồi mình sẽ bỏ setTarget vào trong detail. Khi mà chúng ta bỏ setTarget vào trong detail á, thì chúng ta vào thẻ Analytics. Chúng ta mới có thể kéo reference line và reference band theo cái trường setTarget được. Bây giờ chúng ta kéo reference line trước, bỏ vào cell thì nó sẽ tới từng cái setCategory 1. Thì giá trị mà chúng ta sử dụng ở đây sẽ là setTarget. Chúng ta sẽ format lại cái đường line này. Cái màu nó đang để màu xám mờ thì mình sẽ đổi nó lại thành màu đen đậm. Ok. Và bây giờ đến cái distribution band. Mình kéo distribution band thả vào cell. Ở đây chúng ta cũng chọn lại là 60 và 80% theo giá trị của setTarget. Chỗ fill này thì chúng ta để vào gray cũng được rồi. Mình để thêm fill above, fill below. Thì khi đó là cái chỗ fill nó sẽ đổi lại thành là gray line. Rồi. Ok. Thì các bạn có thể format thêm một chút để theo ý của mình, có thể đổi cái phông màu hoặc là cái đường line này các bạn có thể đổi thành cái màu khác. Ở đây thì line này là mình đang không có để label á các bạn. Thì mình để chuột vào thì mình thấy theo tương tiết, còn nếu như các bạn muốn thì mình có thể vào đây. Các bạn để label theo giá trị của nó thì mình sẽ thấy được cái giá trị target. Ok. Thì đây là cách vẽ của Bullet Chart. Ngoài cái ứng dụng thông thường mà chúng ta sử dụng đó là coi doanh thu so với lại target ra, thì Bullet Chart này có thể sử dụng để theo dõi rất là nhiều là KPI khác nhau. Những cái KPI mà có thể là chúng ta sẽ theo dõi trong một cái quá trình theo hàng ngày hoặc hàng tuần. Mình sẽ xem thử là mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm của KPI đó rồi. Tùy theo doanh nghiệp của các bạn thì không nhất thiết phải là mất 80% mà có thể là cắt mất là 70-50% chẳng hạn. Thì một ứng dụng khác của Bullet Chart đó là dùng để chụp văn hóa luật Bayford. Thì mình đã có riêng một cái bài về luật Bayford ở trên forum của BSD Insight. Mình có để link trên Tableau Group thì các bạn có thể vào trong Tableau Group để tìm cái bài này, tìm hiểu xem thử luật Bayford là cái gì và chúng ta nên sử dụng nó như thế nào. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.